hộ vệ tên lửa mang tên Vua Quang Trung. Đây là loại tàu chiến có khả năng tàng hình, săn tàu ngầm, chống hạm, chống ngầm, chống các loại tàu chiến mặt nước, được trang bị các loại vũ khí tiên tiến. Các tình huống chiến đấu được tổ chức diễn tập. Ngay khi tàu đang chạy với tốc độ cao nhất, trực thăng phối hợp các tình huống cất cánh, hạ cánh khẩn cấp. Từng cán bộ chiến sĩ hải quân đều nỗ lực tuyệt đối với nhiệm vụ của mình. Là một lực lượng trong đội hình chiến đấu của quân chủng, Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh, tình huống nào cũng sẵn sàng cất cánh để thực hiện nhiệm vụ. Trên các đảo của quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, công tác sẵn sàng chiến đấu cũng được thực hiện ở cấp độ cao nhất. Thành ngoại công tác chuẩn bị đang tăng cường quan sát, phát hiện mục tiêu. Trong hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt, ở từng vị trí, mỗi cán bộ chiến sĩ đều ra sức rèn luyện. Lực lượng tinh nhuệ, trang bị hiện đại, bản lĩnh chiến đấu vững vàng là những yêu cầu mà quân chủng hải quân đặt ra để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân chủng hải quân đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị chiến đấu, huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại, huấn luyện sát phương án tác chiến và huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp để nâng cao sức mạnh tổng hợp, đặc biệt là phải rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ trên hướng biển. Quân chủng hải quân là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo, thêm lục địa của Tổ quốc. Để thực hiện nhiệm vụ này, người lính hải quân đang phải hy sinh rất nhiều những nhu cầu của cá nhân. Đây là thời điểm mà tàu chở đoàn công tác đi qua một nhà giàn. Không thể ghé thăm, thủ trưởng và các chiến sĩ chỉ có thể thăm hỏi, động viên nhau qua bộ đàm. Xin được gửi lời thăm hỏi ân cần nhất đến cán bộ và chiến sĩ của nhà giàn JK-111. Giữa muôn trùng sóng gió, vượt lên tất cả mọi khó khăn gian khổ, lực lượng hải quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển, thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.